Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật và lại là tôi, Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Trong clip trước thì tôi có lên cho bạn một cái mẫu tủ lạnh đến từ thương hiệu Mitsubishi, một mẫu tủ lạnh hàng trưng bày phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi. Thì ngay lập tức có anh Cường ở trong Sài Gòn đã đặt mua luôn rồi. Và nếu như anh Cường có xem clip này của em thì anh hoàn toàn yên tâm. Nếu như anh nhận là hàng mà anh không hài lòng thì anh cứ gọi điện bắt đề em. À, sau cái clip đấy thì tôi thấy có rất nhiều khách có nhắn tin này, em ơi còn cái mẫu tủ nào trưng bày như thế nữa không? và có những clip cũng hỏi là em ơi có tủ hitachi không thì uh, xin chia sẻ với các bạn là ở kho nhật bùi huy sẽ đáp ứng được tất cả những nhu cầu của khách hàng và minh chứng được điều này thì trong clip ngày hôm nay tôi sẽ lên cho các bạn một mẫu tủ lạnh đến thương hiệu hitachi cũng là hàng trưng bày luôn và cũng là phiên bản cao cấp nhất của hitachi luôn vậy thì các bạn hãy theo dõi hết clip của tôi để xem xem là ở cái mẫu tủ cao cấp nhất của hitachi nó sẽ cho chúng ta những cái gì thú vị nhá trước mắt các bạn đây là một mẫu tủ đến từ thương hiệu hitachi À, một con tủ hàng trưng bày à, mới đến khoảng 99% và đây cũng là một phiên bản cao cấp nhất của Hitachi chúng ta sẽ xem xem là thiết kế và công nghệ của nó có gì hay về thiết kế thì sao chúng ta nhìn con Hitachi đời mới này cái bo viền à, cái viền này của nó này tôi đã nói rất là nhiều về cái viền của Hitachi rồi nó rất to nhưng mà ở cái mẫu đời mới nhất này thì nó đã cho chúng ta một cái viền gì ạ nhất rất là nhỏ gọn đúng không ạ cái này là cái sự khác biệt giữa con đời mới phiên bản cao cấp và với những con mà hàng bình dân đang bán ở ngoài thị trường đó, thì các bạn hãy dựa vào đây để các bạn có thể đi chọn cho mình một cái con điều hòa à một con uh, tủ lạnh đời mới và đẹp nhá. Xin lỗi các bạn là <laughs> trong những ngày nắng nóng thì sao ạ? Luôn luôn là điều hòa, mồm suốt ngày gắn lên điều hòa nên là bây giờ nói tủ lạnh thì lại nói đến điều hòa. đó Thôi tiếp tục tập trung vào cái uh, chủ đề chính ngày hôm nay. Thì về thiết kế các bạn thấy ạ, là sao ạ? Hitachi đã bắt đầu có cải tiến đúng không ạ? Thằng Hitachi nó rất là bảo thủ các bạn ạ. Bao nhiêu năm tháng tôi đã nói rất là nhiều lần nhưng mà nó vẫn để một cái viền rất là to thì ở cái mẫu tủ đời mới này nó đã có cải tiến đúng không ạ đã có tiếp thu ý kiến khách hàng mà nó đã cho chúng ta một cái viền nhỏ hơn tạo cho chúng ta một cái không gian tủ ạ một khuê bề mặt phẳng đúng không ạ và nhìn nó cũng đã chỉnh chu hơn rất là nhiều rồi đó và các cái đường led ở bên dưới này nó không làm gồ ghề khúc cửu như những cái mẫu tủ đời trước nữa cái này là một cái rất đáng ghi nhận với thẩm mỹ ở bên ngoài đó bề mặt kính này tất nhiên rồi là kính chịu lực màu trắng ngọc trai các bạn nhé cái màu trắng ngọc trai này cũng là một cái gam màu mà bên nhật họ rất thích và bán rất chạy vì nó rất là sạch và sáng nhà. Đó khi chúng ta để trong nhà thì nó rất là sáng nhà chứ không bị tối nhà không làm ức chế tâm lý đúng không ạ? Đấy là một cái gam màu mà chúng ta cũng đáng để lựa chọn. Đó. Tiếp theo, về cái nội thất thì chúng ta sẽ xem xem là ở cái mẫu đời mới này, phiên bản cao cấp này nó sẽ cho chúng ta những cái điều gì thú vị nhá. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái thú vị đấy các bạn ạ. Nếu như mà những cái khách hàng nếu như mà là tín đồ của Hitachi thì các bạn sẽ rất thích những cái cải tiến ở trong mẫu tủ này. Chúng ta sẽ cùng đi xem nội thất các bạn nhé Đây Về nội thất Nội thất thì sao Các bạn nhìn thấy sự khác biệt chưa Đúng không ạ Nội thất thì thường thường chúng ta thấy ở cái tủ Hitachi nó chỉ là những cái khay nhựa thôi đúng không ạ? Thì ở mẫu tủ cao cấp này nó đã trang bị chúng ta tất cả là những khay kính chịu lực toàn bộ Nhìn rất là sang trọng, cứng cáp và khỏe khoắn đúng không ạ? Đó, tiếp theo thì thay vì là ở đây là một khoang uh, hút trên không Thì nó thay chúng ta một khoang cấp đông mềm công nghệ đông mềm là một công nghệ cũng rất nhiều thương hiệu tất cả đang hướng đến cái công nghệ đông mềm này các bạn nhé. Đấy chúng ta sẽ rất là à, là là nhàn hạ trong việc chế biến đồ ăn không phải dã đông rất là, mất thời gian quá lâu của chúng ta. Đấy và nó sẽ giữ sẽ giữ cho thực phẩm của chúng ta rất là tươi. Đấy là một cái sự cải tiến tiếp theo. À, tiếp theo nữa một cái sự cải tiến nữa là trong ở những cái khay đợt ở cánh như này, này chúng ta thấy ạ nó làm cho chúng ta những cái vân giả kim cương này vân kim cương rất đẹp đúng không ạ nó chỉnh chu từng chút một tôi đánh giá rất cao về độ thẩm mỹ ở trong cái cái model tủ này là những cái khách hàng nào khó tính thích thẩm mỹ đó, mà lại thích thương hiệu Hitachi chi thì chúng ta có thể lựa chọn model này đó đây là một cái tủ hàng trưng bày các bạn nhé hàng trưng bày mới lên 99,9% nghĩa là chỉ thiếu cái thùng xốp thôi là chúng ta có thể nói nó là hàng mới đó và nó sẽ đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu của những khách hàng khó tính nhất đấy nên là khách hàng ở tỉnh nhé các bạn yên tâm để xuống tiền nhé những mẫu tủ này là những cái mẫu tủ mà chúng ta không cần xem đúng không ạ rất mới rất mới còn nguyên đây là bạn nhìn này à, còn nguyên phiếu bảo hành sách hướng dẫn này rồi cả hai cái đệm để che chân này đó cái này là cái để để tăng giảm chỉnh chân này đó phụ kiện đi kèm có gì cái này thì không biết để làm gì chúng ta có thể để tận dụng để đồ ăn cái này là một cái khay để đựng trứng các bạn nhé Chúng ta sẽ để được khoảng 2, 4, 5 14 quả trứng ở đây Đó Đây là một cái miếng nhựa Để chúng ta che chân cho đẹp Tất cả tủ nhật thì đều có một cái miếng nhựa như này Đó Rồi, còn về công nghệ thì sao Công nghệ thì nó cũng sẽ được đáp ứng tất cả những công nghệ Ví dụ như là Làm lạnh tạo ẩm, khử mùi, diệt khuẩn đá rơi tự động Có cả, cấp đồng mềm Đó, rồi tiếp theo xuống bên dưới Chúng ta sẽ đi rất nhanh về về tính năng thôi vì về cơ bản tính năng của nó cũng không khác gì nhau đây sẽ là một khoang đá rơi khoang đá rơi này chúng ta sẽ được trang bị một cái muôi để múc đá nhá Đó. một cái khoang riêng biệt như này chúng ta sử dụng đá một cách rất là vệ sinh tiện dụng không sợ lẫn mùi bên này là một khoang cấp đông nhỏ chúng ta có thể để kem sữa chua tùy chúng ta và dưới đây là một khoang đông lớn ở đây có công nghệ hay này ở khoang đông lớn này thì chúng ta sẽ được hãng trang bị cho chúng ta một công nghệ cấp đông nhanh một hệ thống cảm biến nó sẽ tự cảm biến được có đồ ăn mới và nó sẽ tự làm đông nhanh để cho cái tế bào thịt không bị thay đổi. Đó. Và nó sẽ giữ nguyên được cái 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 dưỡng chất ở trong cái thực phẩm của chúng ta. Đấy là khoang đông lớn. Khoang đông lớn của Hitachi thì nó rất hay chia thành ba ngăn như chúng ta đã nhìn thấy đó. Đúng không ạ? Cũng Rất là rộng rãi. Con tủ này quên đấy có một cái là khách rất là quan tâm về kích thước và à, 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 kích thước của nó. Con này thì là 540 lít các bạn nhé kích thước của nó chiều ngang là là 65, chiều sâu là 65 và chiều cao là 1m833. Đó. Một cái thông số mà khách hàng rất là quan tâm. Còn giá tiền thì sao? Giá tiền thì tôi nói ngay từ ban đầu có thể các bạn sẽ không để ý nó là giá tiền nó là 40 triệu các bạn nhé. 40 triệu cho một con tủ hoàng trưng bày như thế này. Đó. Và uh, nó đang có cái cái giá đấy ấy, là nó đang có giá trị ở tại thời điểm tôi lên clip nhé. Thực ra trước là tôi không lên về giá nhưng rất nhiều khách hàng cũng rất thích, rất muốn là lên công khai giá đi để cho khách hàng có nhu cầu thì mua luôn đỡ phải hỏi đúng không ạ? Thế nhưng mà như tôi nói đấy, tỷ giá tiền yên nó lên xuống rất là thất thường. Ví dụ có thời điểm đang là tỷ giá 220 và bây giờ chỉ còn 170 thôi đấy. Và sau này có thể nó lại lên tùy vào cái kinh tế của Nhật. Thế và sau này nó lên thì các bạn xem lại clip này của tôi thì đừng có nói là ngày xưa sau giá bán như thế này mà bây giờ lại bán như thế kia nhé đấy là một cái chia sẻ rất là thật để mong các bạn thông cảm đấy còn các bạn muốn biết giá công khai tôi cũng sẽ đăng giá công khai thôi và tất nhiên rồi cái giá công khai này sẽ bao giá toàn quốc cho các bạn nếu như các bạn biết được cơ sở là bán rẻ hơn hãy cứ chia sẻ lại với tôi thứ nhất là sẽ rất cảm ơn các bạn về sự chia sẻ thứ hai là chắc chắn tôi sẽ bán cho các bạn mức giá rẻ nhất so với cơ sở đấy ít nhất là 500 đến một triệu đấy các bạn hoàn toàn yên tâm về cái mức giá khi mua hàng tại kho nhật Bửu huy nhưng mà chúng ta phải mua phải biết giá của đúng cái chất lượng sản phẩm mà chúng ta đang mua các bạn nhé chứ đừng bảo là Ô em ơi, chị thấy ở chỗ kia cũng bán một con tủ Hitachi tại sao giá lại như thế này? Vì tôi đã chia sẻ với các bạn rồi, chúng ta nhìn có thể nó la lá giống nhau thôi, thế nhưng mà thực chất thì có rất nhiều điểm khác nhau. đó và cái đấy thì nếu như các bạn mà muốn cần tôi hỗ trợ thì các bạn hãy gọi điện hoặc là gửi cho tôi qua Zalo tôi sẽ check giúp các bạn về cái vấn đề về cái giá trị thực của con tủ đấy nhá. Đó, thì tiếp theo nói qua thêm một chút cái công nghệ nữa là dưới cùng này là khoang, khoang mát không mát thì chúng ta sẽ để gì? Để rau củ, rau củ. Thì tất nhiên rồi nó cũng sẽ được trang bị một cái hệ thống cảm biến ẩm để giữ độ ẩm luôn luôn ở 80 90% bảo quản rau được tốt nhất. Khoang này là khoang kiểm soát ẩm các bạn nhìn này. Đó. Thì đây là cái ngăn này nó sẽ được uh, họ làm vân kim cương. Nói chung là hãng Hitachi họ đã bắt đầu biết lắng nghe người tiêu dùng. Đó. Và quan tâm về thẩm mỹ hơn. Thực chất thì cái thẩm, cái tủ lạnh thì thẩm mỹ rất là quan trọng các chị đúng không ạ? chứ không hoàn toàn chỉ là công nghệ đâu. Đó, thế nên là chúng ta cũng lên cân đối giữa cả thẩm mỹ và cả chất lượng, đúng không ạ? Và Hitachi họ cũng đang rất là uh, cầu thị và làm được cái điều đấy. Nếu như các bạn là uh, uh, muốn xem uh, những cái clip mà review về các sản phẩm khác, các bạn hãy cứ mạnh dạn comment ở phía bên dưới nhé. Uh, dù bạn đến mấy thì tôi cũng sẽ cố gắng làm clip để review cho các bạn xem, đó. Và con tủ này đang có giá là 40 triệu tại thời điểm tôi lên clip. Khách hàng ở tỉnh các bạn có thể tự tin để xuống tiền mua những cái mẫu tủ này mà không cần xem, đó. Còn khách hàng ở Hà Nội các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp tại kho hàng nhật số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip vừa sau.